trên cung đường đi lên tới Mù Căng Chải thì cũng qua rất nhiều bản, họ đang là thu hoạch, đây là mùa thu hoạch lúa, dưới ánh nắng vàng đẹp, mùi lúa thơm rất là, lúa non thơm cực kỳ luôn. Thời tiết thì se lạnh. Chúng tôi đang ở Tú Lệ và tại đi qua cái khu đây là khu một bản của người Mông, và đây là người ta đang làm cốm. Chào anh. Đây là mình gặt lúa nó phải non đúng không? Vâng. Nó non nó xanh nó dẻo như này. Cái này là làm cốm đúng không ạ? Vâng. Đất cốm rồi. Là hai em bé đang là dã cốm cùng với gia đình. Nay chủ nhật là được nghỉ học đúng không? À. Làm như này ở đây bán có được không chị? Cái này ở đây bán tốt không? Bán cốm đây. Bán này là bán tươi như này. Không đủ bán à? Bán bao nhiêu một ký vậy? 2 một cân. Thơm nha. Rồi. Rồi tiếp tục lên đường. Dạ. Đây là cảnh ruộng bậc thang ở Tú Lệ. Các bạn đã biết là nếp nương ở Tú Lệ là một trong những nơi mà có người ta nấu cái xôi xôi gọi là xôi ngũ sắc đấy, nó dẻo thơm đó. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi vừa đi qua cũng được biết đó là Tú Lệ không những là nơi họ cũng có một cái nghề tiếp nghề là làm cốm đó, cũng rất nhiều du khách đi từ Hà Nội hay là các nơi khác đi lên tham quan Mù Căng Chải và ghé Tú Lệ để mua cốm về làm quà. Đấy, và chúng tôi thấy là cái view này rất là đẹp nên tôi quay qua một chút trên đường hành trình lên Mù Căng Chải. Xa xa phía kia là một bản làng. Mình không thời gian nên chắc không thể ghé thăm bản làng ấy được. Hiện tại anh em đang ở chỗ điểm bay dù lượn Khâu Phạ. Để trải nghiệm một cách vào không nha, kìa con đỏ vẫn về đến kia rồi đấy. Này một ngày con trắng hạn là con trắng vẫn về đến kia rồi. Rõ rồi. Chị em không biết được không? Chuẩn bị xem một chiếc dù lượn nữa cất cánh. Bay đôi à? Có thể cả bay đôi à? Bay đôi à? Mình phải ngồi chỗ nào chứ? Để im để cho nó bay đã. Bay đôi à? Thì bay đôi. Có thấy người đâu? Một. Sao lại không thấy người? À, cái rồi, đi dưới. Vậy thì nó phí. À không, cái đấy là gọi là không phải chuyên nghiệp mà tự à. Cái đấy là bán chuyên nghiệp đây là tự hết. Đi về đâu? Sao bên kia nó lại hạ xuống thì lại đi làm sao mà được về đến đây? Thì có hướng dẫn từ xa chứ. Thì nào đây, đây là bay đôi này, cái người nào mà còn sợ thì là à không phải. Bay đôi. Nhá, cái này là cháu chủ của tôi. Xong rồi hội kia lại làm một cái dù nữa ở sau lưng không để bay này à?
đây chuẩn bị ngay đốt nhà này. Vừa bên lên xuống này rồi. Đưa được cái máy chưa? Cái này là ví dụ như là mình tự anh hướng dẫn cho tự làm được không? Tự bay được không? Anh mất 3 ngày. Mấy người phụ cả trong quá trình bao tiền 10 triệu hướng dẫn để bay ấy. Phải dạy bay. Phải dạy bay chứ không phải là một lần bay 10 giờ. Bây giờ học có bao nhiêu? 3 ngày 10 giờ. Kỹ kỹ thuật bay. Nó học mà học sợ. Quá sợ luôn. Cái này được. Có ba cái bảy mấy cửa bác còn bay lú lại nha, bấm người trả lời ấy lấy thẳng đất cây chết. Ôi quan trọng cái giật hai này chuẩn rồi đúng không, cho nó đúng hướng gió lúc bay ra chứ điều khiển đây chuẩn bị cái này rồi, tiếp tục chuẩn bị cái này này. Lâu thế phải kiểm tra chứ, làm cái này phải cẩn thận chứ. Chỉ bạn trẻ đó hãy thôi. Bao nhiêu người phục vụ theo? Mỗi lần bay như này thì những người phục vụ như này lại mình. Đấy, kéo lên ra. Hai. Ba. Thấy rồi. Ui, chị chân này mắc cẩn thận. À, cháu ơi. Ôi, chị chân đây. Chạy. Rồi, cảm ơn nha. Cô biết rồi, xong rồi, đi về. Cảm ơn nha. Xuống đây để chụp ảnh để lên thôi đúng không? Chủ yếu. Một lần bay như này là 2 triệu đúng không? Vâng. Không biết được nhưng mà ở đây là 2 triệu, còn bây giờ đi đăng ký trên kia là cũng được 1 triệu. Hello, xin chào tất cả. Hiện tại là mình đã lên tới... Đây là ở đâu nhỉ? Lên Mâm Xôi. Để review toàn cảnh ruộng bậc thang, mùng căng trải trong mùa lúa vàng này. Hiện tại thì cũng có rất nhiều các bạn khắp nước về nơi đây. Thôi nhìn dưới góc cảnh này thì cũng rất là tuyệt vời. Ở trên đây có bán được nhiều hàng không? Không. Thuê à? Cho thuê để chụp hình. À, rất tiếc mình lại không... Có con trai hết mà. Ừ. Ừ. Các chị người Kinh đang là thuê đồ mặc để chụp hình. Cái này cái cỡ. Đẹp thật đấy, thực sự đẹp đấy. Đúng là cuộc sống ở đây thú vị. Đây là quả đồi mà người ta gọi là Mâm Xôi, ruộng bậc thang Mâm Xôi là một trong những cái địa điểm tương đối là đẹp và thu hút khách. Đó. Tuy nhiên thì để từ các bạn lên được từ dưới lên tới một quả đồi Mâm Xôi này cũng mất quá nhiều thời gian và có thể là tốn thêm một ít tiền nữa. Thế tôi vừa thuê một anh bạn giờ người Mông, anh chở tôi từ dưới lên đây là hết 60.000. Đó, con đường cũng dốc, khá là dốc và chênh vênh. Và bây giờ tôi đã sẽ xem cái cảnh thu hoạch lúa của đồng bằng của đồng bào dân tộc Mông trên đây xem sao. Bậc thang khá cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay không đi học là để ở nhà giúp đỡ mọi người đây à? Đi học. Chuẩn bị đi học rồi à? Học lớp mấy rồi? Ồ, lớp 11 rồi à? Đẹp. Rồi, chụp rồi. Cái ruộng này là của hết nhà mình à? Hay như thế nào? Hết tất cả. Hết tất cả đây. Thấy dù lì đi nhau có thì đã hết rồi. Về dông lúa gặt rồi về có bán được không? Không bán nào ăn thôi. Không bán, ăn thôi à? Cái súng mà cái mỏ ăn cho cháu như là cái tổ hoa trồng hoa ở đây. Bây giờ vào đây là phải mất tiền à? Đúng, phải mất tiền ạ. À, 10.000 một lượt à? Vâng. Một lượt ở chơi đến mai có được không? Được. Cũng là một lượt chơi đến mai có được không? Vậy để ở đây vào đây chơi được đến bao lâu? Thoải mái luôn. À, thoải mái à? Vậy đây 10.000 để cho mình vào với nhé. Vâng. Một người. Thế ngồi đây chụp ảnh thì sao? Hai người đằng sau không biết đâu. Đấy. À, tôi vừa mất thêm 10.000 nữa để lên vườn hoa tam giác mạch. Đó. Lên đây gió mát. Đó. Mặc dù nó là đầm giữa trưa nhưng mà thực sự lên đây cực kỳ mát luôn. Nắng thì cũng dịu, không phải là nắng gắt. Sau nên đây phải thuê váy dân tộc Mông thì nó mới đẹp. Em không biết bao nhiêu năm nay em thấy thoát được một dân tộc để làm người Kinh. Thế à, bây giờ người ta có Mỹ ơi hay? Không. Mỹ muốn đi chơi mà. Đấy. Năm nay đang là hot trên về Mỹ đó. Em phấn đấu mãi mới thành người Kinh anh ạ. Thế à? Em không muốn làm dân tộc. Ui, mấy chị em mình chụp kiểu đi. Đúng rồi. Anh Long ơi. Ơi. Một ngày thì ở đây có khoảng mấy trăm lượt khách đến. Đông đông thì vào nhiều vườn nữa như này. Bản hiện tại thì ở trong đây ấy, thì có rất nhiều homestay. Homestay để dành cho những khách du lịch đi theo đoàn thì có thể đến đây nghỉ ngơi. Thì giá rất là rẻ, bình dân. Bắt đầu chúng tôi vào tới bản này nhé. Hôm nay vì bây giờ nó là gần buổi chiều chủ nhật nên là cái lượng khách người ta đi nghỉ ngơi thì người ta đã bắt đầu di chuyển hết về Hà Nội rồi. Tại vì ở đây cách Hà Nội khoảng 300 km các bạn ạ. Trong đây là bản. Đây lúa thì chưa chín, nhưng không có chỗ nó chín rồi. Chúng thấy cảnh ở đây là hữu tình, hùng vĩ, xuất sắc, đẹp. Đây có Tây Bắc hôm xây này. Đấy, càng vào trong nữa thì càng nhiều hơn. Các bạn nhìn đây, bên kia đây. Đây là bạn. Và tối là ở đây có múa xòe nhá. Trong đây là các buổi như tối là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là có múa xòe theo cái yêu cầu của đặt của khách. Nói chung không gian gần gũi, con người ở đây cũng thân thiện, vui vẻ. Tôi sẽ lượn một vòng xem hết cái bản này xem như thế nào. Các bạn thấy cái homestay đẹp đẹp không? Đấy.
kỳ đẹp luôn này. Thì là tuyệt vời. Các bạn thấy là Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh vừa qua được đánh giá là một trong hai ba thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Thì chúng tôi cũng đang sống ở cái nơi đó nên hôm nay quyết định đến đây để thưởng thức cái không khí trong lành của núi rừng. Thực sự nó trong lành thật sự. Mát, dễ thở. Ngủ thì cũng giấc ngủ cũng ngon hơn. Đó. Cái bản người Thái rồi nhá.